Đây là cái bao để đựng bánh mì nha cả nhà, bánh mì xíu mại, thịt bì, và trong này có để quảng cáo và để có địa chỉ luôn để cho mình biết. Thôi hả, phải không? 20 à. Dạ 25 chị. Giá dân giá cũ hả cô Cúc? Đúng rồi cô. Giá gồm của mình là bao nhiêu phần cô? 25 rồi ai ăn thêm thì giá thêm rồi cái ai không có tiền 20 có dạ dạ có gì cô lấy cho con 2 ổ mới ổ 25 nha cô. Dạ của em 2 ổ anh đang ăn chín mãi hả? Em nhớ rồi, dưa leo hành ngò ớt. Tâm luôn. Cái này em trang chút nước sốt luôn ha.
để của anh nó đưa em trăm tiền bốn ổ này. Tôi làm chậm lát em lát. Nước chân riêng hả? Lát chị để riêng đó, không lợi gì cho em. Còn lấy ba tê nữa nha. Cho bơ bơ nữa. Không lấy cái này, lấy đồ chua thôi nha, đừng có lấy ớt nha. Ổ này lấy, ổ kia không lấy, ổ kia chỉ cho cái thịt miếng, thịt mà thịt lạc nha. Lạc thôi. À, cái này ba dội thì em không có lấy ớt. Em ra chút nó sớt được không? À, được. À, dạ. Tím tương không? Thôi còn không. Với mà không có đánh mỡ thôi. Như vậy? Dạ 50. Cả nhà, Cường xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn video mới tiếp theo. Nếu thích video này thì xin các bạn hãy like, share, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho Cường nhé. Bye cả nhà, xin hẹn gặp lại.